Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay là cái bài ôn cuối cùng của cái quyển 2. Chúng ta sẽ qua cái bài 4 và học những cái tình huống mới. Cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ ôn đó là on your own, tức là diễn tả những cái suy nghĩ của mình. Trước khi đi vào tập nói và diễn tả những cái suy nghĩ của mình, mời các bạn hãy cùng với chúng tôi theo dõi những cái tình huống sau đây nhé. Bây giờ mời các bạn hãy theo dõi cùng với chúng tôi ở cái tình huống đầu tiên nhé. Johnny is looking forward to this weekend. He isn't going to think about work. He's going to read a few magazines, fix his car and relax at home with his family. Ở đây chúng ta có nhóm từ look forward to, mà ở đây người ta chia ở thì hiện tại tiếp diễn các bạn. He's looking và chúng ta thêm in thì chúng ta thêm vào cái động từ chủ look. Như vậy chúng ta có động từ nguyên mẫu của nó là look forward to, là trông ngóng, mong chờ, mong đợi. Cái nhóm từ này có nghĩa là như vậy. Và chúng ta có từ weekend là ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy tình huống này muốn nói là John đang mong đợi vào cuối tuần. He isn't going to think about work. Anh ta sẽ không còn nghĩ đến công việc nữa. He's going to read a few magazines. Anh ta sẽ đọc một vài tờ tạp chí. Chúng ta có từ a few là một vài. Magazines là tạp chí. Từ này chúng ta đã học rồi. Fix his car. Sửa chiếc xe hơi của anh ta. Và and relax at home with his family. Chúng ta có động từ to relax là thư giãn. Relax at home là thư giãn ở tại nhà. With his family, cùng với gia đình của anh ta. Như vậy, cái đoạn này muốn nói là John đang mong chờ ngày cuối tuần. Anh ta sẽ không còn nghĩ đến công việc nữa. Think about là nghĩ về đó các bạn. Nghĩ về công việc nữa. He's going to read a few magazines. Anh ta sẽ đọc một vài tờ tạp chí. Fix his car. Sửa chiếc xe hơi của anh ta. And relax at home with his family. Và thư giãn ở tại nhà cùng với gia đình của anh ta. Và tiếp theo là đoạn số 2 nha các bạn. Alice is looking forward to her birthday. Alice đang mong chờ cái ngày sinh nhật của cô ta, của cô ấy. Her sister is going to have a party for her. Ở đây chúng ta có động từ to have, trong trường hợp này không có nghĩa là có nữa, mà có nghĩa là tổ chức nha các bạn. To have a party, tức là tổ chức một bữa tiệc. Her sister is going to have a party for her. Tức là chị gái của cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc cho cô ta. And all her friends are going to be there. Và tất cả bạn bè của cô ta sẽ đến trong bữa tiệc đó, đến tham dự vào bữa tiệc đó. To be there là có mặt ở đó. Như vậy, Alice is looking forward to her birthday. Her sister is going to have a party for her. And all her friends are going to be there. Tiếp theo nhé các bạn. Đây là cái đoạn số 3. Mr. and Mrs. Williams are looking forward to their summer vacation. They are going to go camping in the mountains. They are going to hike several miles every day. Take a lot of pictures and forget about all their problems at home. Mr. and Mrs. Williams are looking forward to their summer vacations. Tức là ông và bà William đang mong chờ cái kỳ nghỉ hè của họ. Their summer vacation. They are going to go camping in the mountain. Họ sẽ đi cắm trại ở vùng núi. Chúng ta có nhóm từ go camping là đi cắm trại đó các bạn. They are going to go camping, tức là
người ta sử dụng cái nhóm từ to be going to để diễn tả một hành động sẽ thực hiện trong tương lai. À. They are going to hike several miles every day. Họ sẽ sẽ làm gì các bạn? Hike tức là đi bộ, mà cái tính cách luyện tập thể dục trong nhiều cây số. À. Several miles every day tức là several là nhiều dặm, mile là dặm các bạn, một dặm của nó là khoảng một cây số 8 nha các bạn. Như vậy họ sẽ làm gì đây? They are going to hike several miles every day. Họ sẽ đi bộ nhiều dặm vào mỗi ngày. Take a lot of pictures. Chúng ta có động từ to take đây có nghĩa là chụp các bạn. Take đây không có nghĩa là lấy, mà take picture là chụp hình. Take a lot of tức là chụp nhiều tấm hình, nhiều bức hình. And forget about all their problems at home. Và họ sẽ quên đi. Forget about là quên đi. All their problems. Quên đi những vấn đề. Problems là vấn đề. Hay là những khó khăn ở tại nhà. Như vậy họ. Và họ sẽ quên đi những cái vấn đề ở tại nhà. And forget about all their problems at home. Họ sẽ quên đi tất cả những cái vấn đề công việc ở nhà. Joe is looking forward to his retirement. Tức là Joe đang mong đợi cái ngày về hưu của anh ấy. He's going to get up late every morning. Anh ta sẽ thức dậy trễ vào mỗi buổi sáng. Visit friends every afternoon. Thăm viếng bạn bè vào buổi chiều, vào mỗi buổi chiều. And enjoy quiet evening at home with his wife. Và tận hưởng những cái buổi tối êm đềm ở tại nhà cùng với vợ của anh ta. Như vậy đây là những cái nội dung mà chúng tôi cung cấp cho các bạn để các bạn có thể lấy ý và có thể tự diễn tả cái suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể đang trông ngóng vào một cái kỳ nghỉ hay là một cái kỳ nghỉ lễ hay là một cái ngày nghỉ làm việc hay là cái ngày cuối tuần, weekend, vân vân, để chúng ta dự định làm một cái điều gì đó. Và đây là những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra để các bạn có thể lấy ý thêm để tự diễn tả cái suy nghĩ của mình nhé. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái đoạn này trước khi chúng ta đi vào practice speaking nha các bạn. Listen and repeat. John is looking forward to his weekend. He isn't going to think about work. He's going to read a few magazines, fix his car, and relax at home with his family. Chúng ta nhắc lại. John is looking forward to this weekend. He isn't going to think about work. He's going to read a few magazines, fix his car, and relax at home with his family. Alice is looking forward to her birthday. Her sister is going to have a party for her, and all her friends are going to be there. Again, nhắc lại nha các bạn. Alice is looking forward to her birthday. Her sister is going to have a party for her, and all her friends are going to be there. Đoạn kế tiếp nha các bạn. Mr. and Mrs. Williams are looking forward to their summer vacation. They are going to go camping in the mountains. They are going to hike several miles every day. Take a lot of pictures and forget about all their problems at home. Chúng tôi nhắc lại. Mr. and Mrs. Williams are looking forward to their summer vacation. They are going to go camping in the mountains. They are going to hike several miles every day, take a lot of pictures, and forget about all their problems at home. Và cái đoạn cuối cùng nhé. George
is looking forward to his retirement. Retirement. He's going to get to play every morning, visit friends every afternoon, and enjoy quiet evenings at home with his wife. Chúng tôi nhắc lại. Now, repeat after me. Joy is looking forward to his retirement. He's going to get to play every morning, visit friends every afternoon, and enjoy quiet evenings at home with his wife. Và bây giờ các bạn hãy nhìn vào những tình huống phía dưới này. Đây là những cái gợi ý mà chúng ta có thể hình thành cho cái ý tưởng tự diễn đạt của mình nhé. Chúng ta hãy theo dõi những tình huống đây nhé. What are you looking forward to? Câu này có nghĩa là bạn đang trông ngóng về việc gì? Tức là bạn đang mong đợi về điều gì? A birthday, một ngày sinh nhật. A holiday, kỳ nghỉ. Holidays là một kỳ nghỉ. A day off là một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ làm việc đó. A day off. Talk about it. Talk about it with other students in class. Hãy nói cái kỳ nghỉ đó, hãy nói cái ngày nghỉ đó cùng với bạn học khác trong lớp của bạn. Và đây là những cái câu hỏi gợi ý mà chúng ta có thể hình thành nên cái ý tưởng để chúng ta tự diễn tả. What are you looking forward to? Bạn đang mong đợi về điều gì? When is it going to happen? Tức là cái điều đó sẽ xảy ra khi nào? Cái sự việc đó sẽ xảy ra khi nào? What are you going to do? Và bạn sẽ làm gì? What are you looking forward to? Bạn đang mong đợi về điều gì? Bạn đang trông ngóng về điều gì? When is it going to happen? Khi nào thì điều đó xảy ra? What are you going to do? Và bạn sẽ làm gì? Đây là những câu hỏi gợi ý mà chúng ta có thể trả lời nha. Và đây là những cái từ mà chúng tôi đã lọc ra để các bạn có thể ghi nhớ. Trong đó có những từ mới cũng như những cái từ cũ mà chúng ta đã làm quen rồi. Chúng ta hãy xem bên cái phần phía bên này nhé. Đây là những cái động từ hoặc là nhóm động từ. Chúng ta có cái từ look forward to, tức là mong đợi, mong chờ, trông ngóng. Ví dụ, tôi đang mong chờ ngày sinh nhật của tôi, thì chúng ta sẽ nói như thế này. I'm looking forward to my birthday. Tôi đang mong đợi vào cái ngày cuối tuần, thì chúng ta sẽ nói là I'm looking forward to the weekend. Tôi đang mong đợi cái kỳ nghỉ của tôi ở tại bờ biển, thì chúng ta sẽ nói là I'm looking forward to my vacation at the beach. Như vậy, chúng ta có nhóm từ to look forward to là mong đợi, mong chờ. Và động từ kế tiếp là relax. To relax có nghĩa là thư giãn các bạn. Thư giãn. Và chúng ta có động từ kế tiếp là have a party. Tức là tổ chức một bữa tiệc. Have a party. Và chúng ta có động từ go camping là đi cắm trại. Đi cắm trại. Và cái động từ kế tiếp là take a picture, tức là chụp một tấm hình. Và chúng ta có động từ kế tiếp là get up late, tức là thức dậy trễ. Get up late. Và động từ tiếp theo nữa là enjoy. Enjoy là thưởng thức các bạn, hay là tận hưởng. Và chúng ta có động từ tiếp cuối cùng đó là hike. Hike tức là đi bộ. Và tiếp theo là bên này nha các bạn. Đây là những cái danh từ mà chúng tôi đã lọc ra. Chúng ta có từ summer vacation. Summer vacation là cái kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè. Chúng ta cũng có thể nói là summer holidays. Summer holidays cũng có nghĩa là kỳ nghỉ hè. Cái weekend là ngày nghỉ cuối tuần. Như chúng tôi đã nói là gồm thứ bảy và ngày chủ nhật. Chúng ta nghỉ việc. Cái ngày đó chúng ta thư giãn. Mile là dặm. Dặm Anh đó các bạn. Một dặm gần một cây số 8, chúng ta lưu ý cho nhé. Problems là vấn đề. Mountains,
Mountain là núi. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái nhóm từ này. Sau đó chúng ta sẽ đi vào để mà practice speaking. Now repeat after me. Look forward to. Look forward to. Relax. Relax. Cái âm cuối cùng của nó có âm cờ sờ nha các bạn. Cờ sờ. Relax. Relax. Have a party. Have a party. Go camping. Go camping. Take a picture. Take a picture. Get up late. Get up late. Enjoy. Enjoy. Hike. Hike. Và phía bên này nha các bạn. Summer vacation. Summer vacations. Summer holidays. Summer holidays. Weekend. Weekend. Mile. Mile. Uống cái lưỡi lên nha các bạn. Âm L. Còn âm L. Mile. Problem. Problem. Mountain. Mountain. Bây giờ mời các bạn hãy trở lại với ba câu hỏi mà chúng tôi vừa rồi đã gợi ý cho các bạn. What are you looking forward to? Bạn đang mong đợi về điều gì? What are you looking forward to? Ví dụ chúng ta trả lời, đây là những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra cho các bạn. A day off là một ngày nghỉ. Tôi đang mong đợi một ngày nghỉ. I'm looking forward to a day off. A short trip at the beach. Có nghĩa là một cái kỳ nghỉ ngắn ở tại bãi biển các bạn. Thì chúng ta sẽ nói là I'm looking forward to a short trip at the beach. Hay là tôi đang mong đợi cái kỳ nghỉ hè của tôi. I'm looking forward to my summer holidays. Hay là summer vacation mà chúng ta đã biết cái từ summer vacation. Hay là nói cách khác là tôi đang mong đợi cái ngày cuối tuần. I'm looking forward to the weekend. To the weekend. Như vậy đây là những cái tình huống mà chúng tôi gợi ý ra các bạn có thể lựa chọn. A day off. A short trip at the beach. My summer holidays. Hay là the weekend. Câu kế tiếp. When is it going to happen? Cái điều đó sẽ xảy ra khi nào? Cái sự việc đó sẽ xảy ra khi nào? When is it going to happen? Thì chúng ta sẽ trả lời là nó sẽ xảy ra vào tuần tới. It is going to happen next week. Nó sẽ xảy ra vào cuối tuần. It is going to happen at the weekend. Như vậy chúng ta có thể chọn những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra đây cho các bạn. Tiếp theo, cái câu số 3. What are you going to do? Bạn sẽ làm gì? Thì chúng ta có nói là take around the city by taxi. Tôi sẽ đi vòng quanh thành phố bằng xe taxi. Chúng ta có thể sử dụng cái nhóm từ to be going to để diễn tả một cái dự định mà chúng ta sẽ làm. Thì chúng ta gắn cái nhóm từ này vào là I am going to take around the city by taxi. Hoặc là tôi sẽ tận hưởng cái không khí trong lành ở tại bờ biển. Ở đây chúng ta có từ enjoy là tận hưởng, fresh là tươi mát, trong lành đó các bạn. Fresh air là không khí. Enjoy fresh air at the beach, tức là tận hưởng cái không khí trong lành ở bờ biển. Tôi sẽ tận hưởng cái không khí trong lành ở bờ biển. Thì chúng ta sẽ nói là I am going to enjoy fresh air at the beach. Hoặc là tôi sẽ tắm biển. Chúng ta có từ swim là tắm. In the sea là tắm biển, tắm trong đại dương đó các bạn, tức là tắm biển. Tôi sẽ tắm biển. I am going to swim in the sea. Hoặc là chúng ta có thể là tôi sẽ chụp nhiều những cái tấm hình mà nơi mà tôi sẽ đến. Ý nói như vậy. I am going to take a lot of pictures. Hoặc là sẽ tắm nắng ở tại bờ biển. I am going to get sunburn at the beach.
Cái nhóm từ get sunburn này chúng ta đã học rồi các bạn ha. I'm going to get sunburn at the beach. Hoặc là I'm going to enjoy thưởng thức, cái từ này có nghĩa là dishy là những cái món các bạn, không phải những cái dĩa nhé. Dishy là cái món. I'm going to enjoy dishy of seafood. Tôi sẽ thưởng thức những cái món ăn về hải sản, seafood. Như vậy chúng tôi nhắc lại cho các bạn, đây là những tình huống mà chúng ta có thể hình thành tự diễn tả cái suy nghĩ của mình. What are you looking forward to? Bạn đang mong đợi về điều gì? Và đây là những tình huống. Tôi đang mong đợi một ngày nghỉ. I'm looking forward to a day off. I'm looking forward to a short trip at the beach. Một chuyến du lịch ngắn ở bờ biển. I'm looking forward to my summer holidays. Một kỳ nghỉ hè. I'm looking forward to the weekend. Và tiếp theo. When is it going to happen? Điều đó sẽ xảy ra lúc nào, khi nào? It is going to happen next week. Nó sẽ xảy ra vào tuần tới. It is going to happen at the weekend. Nó sẽ xảy ra vào cuối tuần, vân vân. Hoặc là cái câu số 3. What are you going to do? Và bạn sẽ làm gì? Thì chúng ta có thể là tôi sẽ đi vòng quanh thành phố bằng xe taxi để ngắm cảnh. Ý nói như thế. I'm going to take around the city by taxi. Tôi sẽ tận hưởng cái không khí trong lành ở tại bờ biển. I'm going to enjoy fresh air at the beach. Tôi sẽ tắm biển. I'm going to swim in the sea. Tôi sẽ chụp nhiều tấm hình. I'm going to take a lot of pictures. Tôi sẽ tắm nắng tại bờ biển. Ví dụ như vậy. I'm going to get sunburned at the beach. Hoặc là tôi sẽ thưởng thức những món ăn về hải sản. I'm going to enjoy dishes of seafood. Vân vân. Như vậy bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra ở đây để các bạn hình thành ra một cái bài diễn tả riêng của mình dựa vào cái chủ đề của bài ngày hôm nay là On Your Own. A day off. A day off. A short trip at the beach. A short trip at the beach. Summer holidays. Summer holidays. The weekend. Next week. At the weekend. Take around the city by taxi. Enjoy fresh air at the beach. Swim in the sea. Take a lot of pictures. Get sunburned at the beach. Enjoy dishes of seafood. Như vậy, chúng tôi đã hình thành cho các bạn những cái tình huống để mà chúng ta có thể tự diễn tả suy nghĩ của mình. Như vậy, cái bài học hôm nay chúng tôi cung cấp cho các bạn với những tình huống như vậy, và các bạn có thể tự diễn đạt cái suy nghĩ của mình bằng cách là chúng ta ngồi tại chỗ và chúng ta hình dung những cái ý tưởng ở trong đầu chúng ta, và chúng ta liên tưởng đến những câu hỏi này, và chúng ta sẽ có thể trả lời với những tình huống mà chúng tôi đã gợi ý ra ở đây. Cái bài học hôm nay chúng tôi tạm dừng lại ở đây và hẹn các bạn vào cái video tiếp theo. Thân ái chào các bạn nhé.